Tại nhà chị Phạm Hồng Thúy, dịp Tết năm nay, chị quyết định đầu tư cho ngôi nhà mới của mình bằng hoa địa lan hồng và một bình hoa đào Sakura Nhật. Những bông hoa rực rỡ sắc hồng, mỗi cành có hơn 5 bông nở đều và tươi mới, có thể trưng trong nhà đến qua Tết. Với hoa đào Sakura Nhật, những bông hoa e ấp trong nhiệt độ ôn hòa của tiết xuân đã làm cho không gian ngôi nhà thêm ấm cúng và không khí mùa xuân như đã ngập tràn trong gia đình. Thì lần đầu tiên thì mình cũng mới biết cái loại hoa công nghệ cao này. Mình thấy nó rất là lạ. Cái thứ nhất là cái màu nó rất là đẹp, nó tươi lâu mà nó lại thơm nữa. Mình chọn hoa thì mình chọn những cái loại giống như là nó xum vầy, nó tươi tắn, nó đẹp, để mình mang một cái ý nghĩa là một cái xuân nó đầm ấm, nó tươi tắn rồi nó xum vầy, nó đầy đông đầy vậy đó. Tại cửa hàng chuyên cung cấp hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, những bông hoa được trồng bằng công nghệ cao được nhập về và ngập tràn trong cửa hàng để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Theo đó, những loài hoa phục vụ Tết được yêu chuộng là những hoa mang màu sắc xuân rực rỡ như vàng, đỏ, xanh. Hoa đông đào, mai Mỹ, đào Sakura, đào Nhật, địa lan hồng, lan hồ điệp, King Proti, tuyết mai đều là những loài hoa được ươm trồng bằng công nghệ cao và nhập khẩu từ Hà Lan, Pháp, Nam Phi. Đại diện của cửa hàng chia sẻ, hoa công nghệ cao là có thể tạo nhiều màu sắc rực rỡ, dáng hoa độc đáo. Kiểu dáng hoa lạ, những bông hoa có kích thước to và đặc biệt là độ bền cao hơn, có thể chơi lâu trong những ngày Tết. Đây cũng là tiêu chí chung khi người dân chọn hoa chưng Tết, vì để thể hiện sự đầy đủ, thịnh vượng và lâu bền. Hoa công nghệ cao năm nay thì được ưa chuộng nhiều hơn, tại vì kiểu dáng lạ mắt hơn, màu sắc đẹp hơn và đặc biệt là họ nó bền hơn. Và cái độ bền thì cũng thể hiện được cái tiêu chí là mọi người muốn là có một sự đầy đủ, bền bỉ và thịnh vượng suốt cả năm. Bình quân giá của mỗi hoa công nghệ cao thì có giá khoảng từ 300 đến 500 và có những loại đặc biệt hơn thì 700 đến 1 triệu. Thì mình có thể trưng được khoảng chừng từ nửa tháng đến 20 ngày. Thì thời điểm mà có thể mua hoa tốt nhất là có thể rơi vào 20 âm lịch cho đến trưng được tới qua Tết. Những năm gần đây, hoa công nghệ cao được khá nhiều người dân ưa chuộng vì sự khác biệt của chúng. Giá thành của những loài hoa này cũng dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng cho hoa cắt cành và từ 3 đến 5 triệu đồng cho hoa chậu. Điểm đặc biệt của hoa công nghệ cao, ngoài sự lộng lẫy và độ bền của chúng, thì hoa sản xuất theo tiêu chuẩn sạch nhằm tránh người dân bị ảnh hưởng sức khỏe từ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên lá, hoa và hạn chế dị ứng cho người nhạy cảm. Những bông hoa công nghệ cao lung linh tỏa sắc được trưng trong nhà là hình ảnh báo hiệu cho chúng ta rằng mùa xuân đang về. Những mong ước về năm mới may mắn, khỏe mạnh, thịnh vượng cũng được mỗi người kỳ vọng vào những bông hoa đang khoe sắc đầy rực rỡ.